Quý các bạn, trên hình bạn thể thấy đêm chiếc BlackBerry BuzzBot Silver đang chờ thay thế sửa chữa tại di động cao cấp.vn. Như truyền thống từ trước đến nay tại di động cao cấp.vn, hiện tại di động cao cấp.vn vẫn nhận sửa full tất cả van bệnh trên BlackBerry BuzzBot Silver. Các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng như hỏng màn hình, hỏng loa, mic, rung, chuông, chân sạc, vỏ máy, main, pin đều có sẵn linh kiện thay thế nhanh chính xác tại di động cao cấp.vn. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn, vì các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi sẽ ship các linh kiện phụ trình sửa chữa BlackBerry BuzzBot đến tận địa chỉ vị các bạn yêu cầu. Vì các bạn nhận được, vì các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn vị các bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn. Địa chỉ cung cấp linh phụ kiện để chỉ nhận sửa BlackBerry BuzzBot Silver các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm.